Một lần nữa, các admin của Blog Food đã bịp chúng ta rồi các bạn ạ. Hôm nay đã là thứ bảy, ngày 30 tháng 11 rồi. Nhưng mà trên kênh Gamer Robot vẫn mèo có thấy cái dấu hiệu nào của trailer thứ hai. Ấy, nhưng mà khoan, các bạn đừng có vội lên trên kênh Gamer Robot để mà spam kiểu trailer của bọn tao đâu, cập nhật đâu. Mày bịp bọn tao lần này nữa à? Chưa nha, hãy bình tĩnh. Bởi vì ngày 30 tháng 11 này là theo giờ Mỹ, và ở Việt Nam chúng ta thì sẽ luôn nhanh hơn bên Mỹ 12 giờ. Tức là hiện tại bây giờ chúng ta đang ở ngày 30 tháng 11, thì bên đấy mới chỉ có ngày 29 mà thôi. Và qua 12 giờ trưa nay thì bên đấy mới chính xác là 00:00 ngày 30 tháng 11. Vậy thì trailer nó sẽ nằm ở đâu ạ? Nếu như mà admin không lười thì 9 giờ tối chúng ta sẽ có trailer, hoặc không chúng ta phải chờ đến 9 giờ sáng chủ nhật thì chúng ta mới có trailer cơ các bạn. Vậy nên là trong lúc chờ cái trailer thứ hai thối mồm ra của cái kênh Gamer Robot thì mình có tiếp tục vắt sữa cái ặc của thằng em Kira của mình. Trước hết mới vào con ặc này thôi là mày thấy ôi sao nó lại có một cái màu đen tối như là tâm hồn của nó thế nhở. Trước hết chúng ta sẽ vào xem là Kira kết bạn với những ai nè, coi có những cái ông nào gọi là tai to mặt lớn không. Thì đây chắc chắn là có mình rồi này. Thứ hai là chúng ta có Kisa. Kisa nhân vật cute thế. Kinrick này, rồi đây là Siro nha các bạn. 2,7k người theo dõi thì chắc là real đấy. À ừ, làm gì có chắc gì ở đây, chắc chắn chứ. Và đây, chúng ta có tiểu tam của anh Siro, Neoqui. Và còn một vài nhân vật nữa nhưng mà họ khá là ít chơi Roblox các bạn ạ. Mẹ gì đây, thằng Ken mờ cờ đây bị tàn hình à. Về cơ bản thì Kira cũng khá là nghèo. Cái số Robux còn lại nó chỉ còn có 500 Robux mà thôi. Ừ, mình không ngờ là em mình nó nghèo đến mức độ như vậy luôn ấy. Và Kira chủ yếu cũng chỉ chơi có một vài cái game cơ bản thôi, như là Blog Food với lại Anime Defender. Rồi còn gì đây? Halloween người bắt trước. Ui mẹ, chơi game ma à? Sợ thế. Thôi bây giờ chúng ta sẽ vào chủ đề chính đi. Đó chính là vào cái con ặc Blog Food này, xem nó có gì hay ho bên trong. Thì không biết là Kira đang làm dở nhiệm vụ gì, thấy là đang ở gọi là ở C2 này các bạn. Trước hết là mình sẽ về quán cà phê cho mọi người gọi là trầm trồ. Đó. Úi dồi. Skin của Kira là skin chibi nha. Ý, nhưng mà sao nó nữ tính thế nhở? Mình thì mình cứ thấy cái skin chibi này nó kiểu bị gì ấy các bạn. Thì cơ bản mình là một con người kiểu mình hơi bị thấp bé nhẹ cân ấy, nên là những cái nhân vật trong game của mình ấy chắc chắn là thằng nào đấy nó cũng phải đô mà to thật to, bự thật bự đấy, chứ không có kiểu mà cute nhỏ nhắn như này đâu. Mình mà gặp mấy thằng này ngoài đường nhá, mình bóp cổ lên mình nghĩ là mày kiếm gì. Ấy, trước hết chúng ta sẽ đi vào cái kho vật phẩm của Kira đi. Thì vật phẩm Kira thì cũng khá là đầy đủ, có lôi gậy V2 luôn này, có sâu guitar luôn này, và trên thì mấy cái cây gọi là cây đồ hiếm nó cũng có hết, ví dụ như là cây mỏ neo này. Rồi đây chúng ta có song đao, rồi hắc kiếm, lưỡi hái, rồi tam kiếm đều lên 1 sao hết. Nhưng mà cái mạnh nhất thì chắc chắn nó sẽ là cái hắc kiếm này rồi các bạn ạ. Bởi vì Kira đổ nhiều tiền vào cái hắc kiếm này lắm. Đây, cái hắc kiếm này nó không chỉ gọi là cây hắc kiếm gọi là V3 thông thường nữa rồi, mà nó rất là nhiều những thứ tà đạo ở bên trong này các bạn ạ. Nó nhiều cái dòng phù phép ở bên trong này lắm. Có dòng hút máu, rồi dòng gì đánh lan các kiểu nữa cơ. Đây bây giờ mình sẽ ra cho các bạn gọi là oánh thử. Đó, hút máu các kiểu này đó, rồi đánh lan các kiểu này. Ủa mà nó không nâng điểm kiếm sao, đánh yếu vậy? Đánh yếu gì đây? Ừ đánh thấy yếu nhờ, không nâng điểm kiếm mà ta. Ảo thật đấy. Rồi mấy thằng kia thấy Akira đấy ớn quá. Thấy mình đi ra ngoài không thèm chạy theo để mà PVP luôn. Cái tiếp theo đáng chú ý ấy, đó chính là cái số tiền của Kira bỏ ra nha các bạn. Thì lúc trước là nó là 99999. Bao nhiêu vậy ta? 9 con số 9 cơ. Nhưng mà bây giờ thì, chắc là mê cái trò kiếp đỏ đen nhiều quá nên là nó tụt xuống còn 908 rồi. Điểm F thì là 147k điểm F. Ui chà mẹ nhiều thế nhở. Nhiều thế này chắc Kira cũng sẽ không ý kiến gì về cái việc mà mình đi lấy gọi là lấy tộc Cyborg đâu ha. Lấy tộc Cyborg chứ dùng cái tộc bỏ con này làm gì? Ý chí cuối cùng cái làm gì? Ok, đổi sang tộc Cyborg rồi các bạn. Đó. À, sang tộc Cyborg thì nó che cái mặt này đi, bảo sao ông không dùng là phải. Giờ mình sẽ lên C3 nha. Lên C3 là chủ yếu là để mình gọi là đi test mấy con quái ở đây cho nó mạnh các bạn ạ. Nó mới phù hợp với lại cái cây kiếm này. Đó, này, chém này. Cây này thì nó có hút máu mà. Ở đây. Nhưng mà nó hút máu không ăn thua là bởi vì không nâng điểm kiếm nhiều nha các bạn. Đó, đấy, chỉ là gọi là đi review tí cho các bạn xem thôi. Đó, chém nó, nhìn hiệu ứng nó ghê lắm. Nói chung là mấy cái này đổ nhiều tiền vào nó sẽ có khác như vậy đấy các bạn. Là một YouTuber thì mấy cái game pass thì chắc chắn nó sẽ full hết. Mình cũng thế mà. Tuy là mình có nghèo kiểu nghèo rớt mồng tơi chẳng hạn, thì mình cũng phải cố cắn răng để mà mua hết mấy cái game pass, trừ cái máy còn dò tìm trái ác quỷ ra thôi. Bởi vì là dò trong đấy nó hơi phế. Thế nên là chúng ta sẽ cùng qua đến cái phần gọi là xem trái ác quỷ. Trái quỷ vĩnh viễn nha các bạn. Đó, thì cho dù là trái rocket này hay là trái quay này cũng đã sở hữu luôn. Bây giờ các bạn lướt cái dòng này từ đây cho đến cái trái kitsune, đảm bảo 100% các bạn sẽ không thấy cái từ nào khác ngoài cái từ đã sở hữu đâu các bạn ạ.
mình nhiều tiền nhờ đó, đã sở hữu này, đã sở hữu này, tiếp tục là đã sở hữu tiếp. Không thấy cái dòng nào khác là dòng gọi là ăn thử hay là dòng mua thử đâu nha. Đã sở hữu hết luôn mà, đó, cả trái lớp các thứ. Trái lớp, ôi trái lớp mình chưa dùng bao giờ, mình thử xem skill của trái lớp nó như thế nào nè. Cú bắn xuyên à. À, cú bắn tình yêu. Piu. Ui giời ơi. Tình yêu nổ bùm nổ ác ấy. Tình yêu tử thần luôn à? Vãi tình yêu tử thần. Ui tình yêu tử thần thật mà. Bắn xa chứ này. Sự quyến rũ ngọt ngào. Ủa cái này chắc. À cái này đánh lan. Ủa sức mạnh tình bạn. À ok. Còn cái hồng hạc bay. Như hồng hạc bay này nó bựa vãi. Ôi thằng kia. Ôi cưới được luôn á. Mẹ mày, bố mày mang cho mày ra giữa biển nha con. Mày cưỡi đi. Tao cho mày ra giữa biển này, tao thả mày xuống này. Rồi, mày chưa thấy điềm mà con. Chưa thấy điềm mà. Rồi nha, mày chết. Nó biết xài các bạn. Nó biết bay vào trong các bạn ạ. Rồi từ trái lớp chúng ta lại tiếp tục lướt xuống nha các bạn. Trái sâu và trái phonic. Hình như mấy cái này hình như nó cũng lên V2 hết rồi hay sao ấy. Cha này kiểu như là hay bí content ấy các bạn. Nên là trái nào mà chưa nâng lên V2 là cứ vác ra nâng quật nó lên V2 thôi. Ồ cả trái mammut này, trái T-Rex này, bột lọc các thứ này. Ôi bóng đêm, bóng đụng độc đứt các thứ. Spirit này. Rồng thì chắc chắn là cũng có rồi các bạn, nhưng mà bây giờ nó thay bằng chữ đã sở hữu bằng chữ trong chiến trình thôi chứ cũng đã có hết rồi. Leopard với lại Kitsune là có luôn rồi nha. Đó, tuy là mình nghèo nhưng mà mình cũng phải cố cắn răng lấy cái trái Kitsune vĩnh viễn. Chúng ta sẽ tục lướt xuống cái vật phẩm đi, xem là Kira có mấy cái món đồ không. À ha, có cả áo choàng bóng tối luôn mà. Ồ có cả áo râu đen luôn, King Leviathan luôn. Ồ hai cái này là đi riêng rồi nha. Vậy tức là hai cái này đi khác nhau. Rồi ok. Rồi cái này trang bị này. Vương miệng Leviathan cũng có luôn. Tức là cái đồ gì mà liên quan đến Leviathan là có rồi. Nhưng mà cái áo râu đen này là cái áo khó lấy hơn mấy cái đấy. Nên là oách đấy. Đây trang bị xem cái vương miệng này xem. Ui mấy cái đồ này mình chưa bao giờ sở hữu luôn đấy. Là mình cũng không biết được là cái kỹ năng của nó sẽ như thế nào. À quên, cái chỉ số nó cộng lên sẽ như thế nào. Rồi xuống chúng ta có gì đây. Hàm răng tận thế. Ủa trong này có cái này luôn á. Đủ. Có cả cái món vật phẩm này luôn á. Ui mẹ, mình đúng là người mà chưa gọi là chưa đi cày cuốc, chưa thấy bao giờ. Ui, cái vòng Tome này mình cũng chưa lấy chứ này. Vòng này là vòng của thằng Enel mà. Vòng này là có khả năng bị làm lại trong bản tiếp theo ấy các bạn ạ. Gọi là bản quyền ác lắm. Đây, vòng cổ cá mập. Mình cũng chưa làm này luôn. Ui, nhiều đồ hay hoi ấy. Thế tức là Kira hiện tại là đang có gần như là mình cũng không biết là thiếu gì nữa cơ, nhưng mà mình thấy là đầy đủ hơn mấy cái item của mình rất là nhiều. Rồi xuống tiếp tục đến xuống trái ác quỷ đi. Đó xuống trái ác quỷ thì đây, Kira lúc trước là có một cái trái Kitsune này. Ví dụ như ở đây nó có kiểu trái Kitsune X2 chẳng hạn thì mình sẽ bú liếm luôn đấy. Nhưng mà một thôi thì mình cũng lấy, mình cũng chả để làm gì, bởi vì mình có Kitsune vĩnh viễn rồi. Nên là để lại cho Kira thôi các bạn. Còn đây mấy cái trái khác này, Leopard này. Rồi trái Dragon 25 trái này, đó đấy các bạn thấy chưa. Đấy, đây gọi là một trong những người gọi là giàu tình cảm. Giàu tình cảm, giàu trái rồng trong Black Food này đấy các bạn. Thì lúc trước là mình đã có bú tận 3 trái, nhưng mà vẫn còn 25 trái. Mình tưởng cái ra đâu đó chỉ có tầm 10 trái thôi, ai ngờ lên 25 trái ạ. Phải rồi. Cái lần gần nhất mình nói chuyện với Kira về trái rồng là nó chỉ có 25 trái. À, nó chỉ có đâu đó tầm 10 trái thôi. Đấy, lúc đấy là mình kiểu như là bỏ ăn trái rồng để mà ăn trái dịch chuyển để giúp Kira đi mấy cái đảo ấy. Ai ngờ ông mình than kiểu anh đã phải bỏ trái rồng ra để giúp em ăn cái trái bottle đấy. Đấy xong Kira bảo đầy có 10 trái rồng đấy, muốn ăn lúc nào ăn. Nên là mình bú thôi. Một trái rồng đổi lấy 3 trái rồng quá lời luôn đi mà. Đây mấy trái khác thì cũng rất là nhiều nha. Toàn trên 10 con số thôi. Ôi, trái Spirit 17 này. Trái block, trái gì đây? Trái control 25 này. Trái control này sẽ được làm lại các bạn. Trái Venom 37 này. Trái Shadow là gì ta? 36. Trái bột lọc là 24. Mammut là chỉ có 9 thôi. Còn cái trái Gravity phế vật này cúc. Còn mấy trái còn lại thì nó cũng hên xui các bạn ạ. Ui, trái Phật tổ 30 luôn mà. Các bạn nhìn thấy chắc thèm lắm. Mình cũng thèm. Đây còn mấy cái cụn ma thuật đây này. Còn hai cụn này. Đó, rồi còn trái tim Leviathan còn hai cái này. Đủ. Còn trái tim gì đây lắm nữa. Ui, bán hồn vẫn còn 10 cái luôn ạ. Ôi, nhiều thế nhờ. Thằng này cày ác thật đấy. Và đây chúng ta sẽ đến với mấy con món vũ khí xem là nó có phù phép thêm gì không nè. Đây có cái dòng gọi là dòng này, dòng gọi là dòng băng tuyết cho cái song kiếm màu đen này các bạn. Không biết dòng này thì đánh quá sẽ như thế nào nhỉ. Đóng băng người ta hay làm chậm ta. Đánh thử xem nào. Ô có làm chậm thật các bạn. Ô làm chậm làm kiểu tê tái. Tê tái cái giá.
Ok. Rồi tiếp theo chúng ta thử đến với lại lưỡi hái linh hồn xem nào. Lưỡi hái linh hồn có dòng gì không? Ồ, lưỡi hái linh hồn cũng giật sét các kiểu luôn này. Đù, giật sét tím 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 luôn này. Mà không biết là cái dòng này là dòng gì nữa cơ. Mẹ hát cái lỏ này. Ở dòng tím tím này đánh như thế nào ta? Quả đánh nó có hiệu ứng gì nhỉ? Ồ, dòng tím tím này mình không thấy nó có hiệu ứng gì luôn đấy các bạn ạ. Ồ, chắc là nó chỉ búp kiểu nội tại cho cái lưỡi hái này thôi, chứ nó không thể hiện cái hiệu ứng ra ngoài. Rồi chúng ta đến với tam kiếm đi xem nào. Tam kiếm có dòng gì không? Mình nghĩ là cũng có cái dòng gì đấy. Ồ, vẫn là dòng đóng băng này. Ồ, dòng đóng băng này phổ biến đấy nhở. Dòng đóng băng thì mình thấy rồi. Đây chỉ có cái hắc kiếm này là mình thấy cái dòng kiểu ảo ma các bạn ạ. Mấy nó mấy dòng trong này luôn cơ chứ không phải một dòng đâu.